kính chào quý khán giả của người Việt TV Online Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2017 Sáng hôm nay vào lúc 7 giờ tính theo giờ tại miền đông Hoa Kỳ tại thủ đô Washington hoặc DC Một dân biểu cao cấp của đảng Cộng Hòa là ông Steve Scalise thuộc tiểu bang Louisiana đã bị một người dùng súng bắn trọng thương và một số người khác bị thương Vụ bắn này xảy ra trong lúc ông Steve đang tham dự buổi tập của các viên chức quốc hội tại một cái sân đánh banh baseball nằm bên ngoài thủ đô Washington và cách um, tòa bài cốc ở khoảng 7 dặm. Cảnh sát trong một nhóm bảo vệ của dân biểu Scalise đã bắn trả làm kẻ tấn công bị thương và bắt giữ tay này. Tin cảnh sát cho biết là tất cả 5 người được đưa vào bệnh viện trong vùng kể cả nghi can. Uh, ông uh, Steve, năm nay 51 tuổi, là nhân vật đứng thứ ba của Đảng Cộng Hòa tại uh, Hà Viện và ông được bầu vào nhiệm kỳ năm 1000 xin lỗi quý vị năm 2008 là nhiệm kỳ đầu tiên. Tin tức cho biết là ông đang trong tình trạng sức khỏe ổn định sau một cuộc giải phẫu và hiện chưa rõ thương tích của những người khác bị thương ra sao. Ngay lập tức thì Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence sẽ được báo cáo về tin tức này. Tổng thống Trump đã gửi ra một cái tweet nói rằng rất đau buồn về thảm kịch xảy ra cho ông Steve Scalise. Thưa quý vị, vụ nổ súng xảy ra tại một công viên ở nơi có sân chơi baseball tại tiểu bang Virginia ở thành phố Alexandria. Đây là một cái nơi có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và nằm trong một khu vực vào khoảng 7 dặm cách tòa Bạch Ốc. Các dân biểu của Quốc hội thường đến đây để tập dượt vào buổi sáng và đánh banh thì xảy ra vụ nổ súng. Theo lời dân biểu Rand Paul, Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Kentucky, thì ông nghe tới tối thiểu là 60 phát súng nổ. Ngay sau khi xảy ra vụ này thì các viên chức của Hạ viện ngay tại thủ đô Washington đã ra lệnh làm tạm thời ngưng lại tất cả những cuộc họp bình thường và sẽ không có bỏ phiếu ngoại trừ những phiên họp thật sự là quan trọng và an ninh đã được tăng cường chung quanh Hạ viện. Người ta chưa biết lý do nào mà tay nổ súng này lại tiến hành cái vụ bắn và cảnh sát cũng chưa cho biết tên tuổi và tung tích người bắn súng là sao. Tại thủ đô London của nước Anh thì thưa quý vị tính cho tới sáng giờ phút này đó có bao khoảng 6 người đã bị thiệt mạng là tối thiểu và 74 người đã bị thương nặng trong một cái vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cái tòa cao ốc có tên là Grenfell nằm về phía tây của thủ đô London. À, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã điều động rất đông đến và tìm cách dập tắt ngọn lửa tại cao ốc này trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Nhưng mà à, ngọn lửa chưa được dập tắt. Các nhân chứng cho thấy rằng có một số người đã nhảy qua cái tòa cao ốc đó và người ta không biết rằng hiện nay còn bao nhiêu người kẹt trong tòa cao ốc. Cảnh sát nói rằng họ ngờ là cái số tử vong một số người bị thương có thể lên cao hơn. Tin của cảnh sát nói rằng trong số 74 người bị thương thì 20 người bị thương trong tình trạng hết sức là nặng. Một số những viên chức của Sở Cao Hòa London nói rằng họ chưa bao giờ thấy một ngọn lửa nào kinh khủng như vậy, nhưng còn lửa bốc cháy lúc dạng sáng ngày nay tại London tại cái tòa cao ốc Greenfield. là một lần nữa nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lật lòng với dân chúng, tin ngày hôm qua cho biết là cộng sản tại Việt Nam và đặc biệt là giới lãnh đạo tại tại Hà Nội vừa mới loan báo là sẽ khởi tố người dân của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trong vụ bắt giữ 38 cán bộ công an vào lúc tháng 4 vừa qua. Mặc dù cái vụ đó đã được giải quyết ổn thỏa khi mà Nguyễn Đức Trung là chủ tịch thành phố Hà Nội đến tận um, xã để viết lời cam kết là không khởi tố người dân. Thưa quý vị, cơ quan của Cộng sản Hà Nội nói rằng những người đã bắt giữ, um, giam giữ người một cách trái phép và cố tình hủy hoại um, tài sản uh, của nhà nước và của người dân. Cái vụ đồng tâm bùng phát vào ngày 15 tháng 4 khi có bốn người dân trong xã Đồng Tâm bị công an bắt giữ và điều tra về cái vụ mà người dân nói rằng à, lúc đó họ đang à, kiện cáo về vấn đề giải tỏa đất đai tại khu vực tên là Đồng Sinh trước sự bất công này thì nhiều người dân đã biểu tình chống lại lực lượng công an và bắt giữ tổng cộng là 38 cán bộ công an giam ngay tại trụ sở của nhà văn hóa xã và đối xử rất tử tế với cái đám bị bắt giữ này cho cả cơm ăn nước uống và thậm chí thuốc lá nữa. Hôm 22 tháng 4 thì sau nhiều lần trần trừ thì chủ tịch của nhà nước Cộng sản Hà Nội là Nguyễn Đức Trung đích thân xuống xã Đồng Tâm ký giấy cam kết với người dân là không truy tố trách nhiệm hình sự đối với những người ở trong cái vụ này. Cái lời cam kết này đã có sự chứng kiến của hai đại biểu Quốc hội nhà nước Hà Nội và đồng thời được phát trên loa phóng thanh cho toàn dân chúng của xã nghe. Vậy mà bà bây giờ bản cam kết trở thành giấy lộn thưa quý vị chính hình ảnh của báo chí nhà nước cộng sản đó, cho thấy rằng một trong những người bị bắt giữ là ông phạm văn trung trung đoàn phó trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội khi mà được thả ra ông ta đã giơ tay chắp tay vái lại người dân để cho thấy để bày tỏ cái tấm lòng biết ơn đối với cái sự tử tế của người dân đồng tâm đối với cái lực lượng mà bị bắt giữ vậy mà sáng ngày hôm qua thì nhà nước hà nội loan báo là sẽ truy tố những người này Thưa quý vị, ngay lập tức sáng hôm nay chúng tôi đọc được rất nhiều cái um, phản ứng ở trên hệ thống um, mạng xã hội. Họ đều nói rằng người dân Việt Nam chớ bao giờ tin vào những điều gì cộng sản nói bởi vì trong cái lịch sử thành lập của Đảng Cộng sản đến tới nay thì lật lọng đó là bản chất của chế độ. Hôm nay tổng thống Donald Trump loan báo là ông giao cái quyền cho bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong cái việc quyết định có tăng quân số hay không tại chiến trường Afghanistan. Thưa quý vị, hiện nay tổng số quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Afghanistan là 9.800 quân nhân. Và theo như lời Tổng thống Trump thì từ tháng 4 vừa qua ông đã cho phép ông Bộ trưởng James Mattis được quyền quyết định vấn đề tăng quân số tại Syria và tại Iraq và bây giờ thì là tới chiến trường Afghanistan. Ngày hôm qua xuất hiện điều trần trước Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện, Bộ trưởng James Mattis nói rằng chúng ta đang không thắng tại chiến trường Afghanistan và ông trả lời câu hỏi của các vị dân biểu liên quan đến cái việc mà ủy ban quân vụ của hạ viện chỉ trích về cái tình hình hiện nay tại Afghanistan. Ông nói rằng ông nhìn nhận là tình hình không có được tốt lắm và we are not winning now in Afghanistan. Chúng tôi tạm dịch là chúng ta đang trong một cái tình thế không chiến thắng và ông tin là ông sẽ thay ẩm sửa đổi cái tình thế này càng sớm càng tốt kể từ khi một quân đội Hoa Kỳ đưa vào quân vào đây năm 2001, để lật đổ chế độ Taliban cai trị tại Afghanistan thì đã có 2.300 quân nhân Hoa Kỳ tử trận và trên 17.000 người bị thương. Ngày hôm qua thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Jeff Sessions đã ra điều trần trước các ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ liên quan đến một vấn đề là người Nga liệu có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và đồng thời thỏa thông đồng với những người trong ban tranh cử của Tổng thống Trump hay không để dẫn tới kết quả là Tổng thống Trump đắc cử và ứng cử viên Clinton của Đảng Dân Chủ thất bại. Thì quý vị, ông Jeff Sessions còn phải trả lời một câu hỏi rằng trong tháng 4, tức là trong giai đoạn diễn đạt cuộc tranh cử năm 2016 đó, thì tại một cái khách sạn có tên là Mayflower Hotel tại Washington DC, ông Jeff Sessions đã gặp và nói chuyện gì với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, đó là ông Sergei Kislyak. Ông Jeff Sessions trả lời rằng lúc đó thì là một cái buổi mà ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump đến nói chuyện. Thì đại sứ của nước Nga ngồi nghe tại hàng đầu. Khi mà ông Jeff Sessions bước chân vào phòng họp, lúc đó ông còn là một nghị sĩ. Thì ông không hề biết rằng có ông đại sứ Nga ngồi gần đó. Nhưng mà phía sau lưng ông, theo như bản tin của CNN, là tất cả các phóng viên sầm xì có sự hiện diện của ông nghị sĩ Jeff Sessions. Và họ nghe, họ biết là hai người có nói chuyện với nhau ông Jeff Sessions nói rằng ông không có một cuộc trao đổi nào với đại sứ Nga cả. Và ông lên tiếng phủ nhận tất cả những cái điều cáo buộc cho rằng ông đã làm có một quan hệ nào đó trong vấn đề mà nước Nga ảnh hưởng một cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và thông đồng giữa Ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump với nước Nga. Ông bảo rằng đó là những cái lời nói dối hết sức là đáng ghê tởm. Chắc chắn là cái vụ của ông Jeff Sessions vẫn còn là đề tài thời sự trong những ngày sắp tới. 13 tiểu bang của nước Mỹ đã ký vào một cái đơn kiện Tổng thống Donald Trump và đặc biệt là kiện Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ. Bởi vì chính sách của Tổng thống Trump sau khi phủ nhận rất nhiều cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama, trong đó có sắc lệnh là không có thi hành cái việc mà giới hạn cái mức khí thải thoát ra từ các cái máy điều hòa không khí loại nhỏ và nhiều dụng cụ khác. Ở 11 tiểu bang nộp đơn kiện và họ nói rất rõ là cái việc mà chính phủ của tổng thống Donald Trump ngăn chặn cái giới hạn việc việc mức khí thải ra khỏi các cái máy điều hòa không khí đó làm tổn hại đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ lên tới nhiều tỷ mỹ kim và đồng thời cũng sẽ làm đây là một số tiền đủ để mà cung cấp năng lượng cho 19 triệu người dân trong vòng một năm. Thưa quý vị bộ trưởng Tư pháp của uh, 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 California. Đó là Xavier Baxera, một trong những người ký tên trong đơn kiện nói rằng bộ năng lượng đã ngăn chặn cái việc uh, thi hành uh, 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 cái uh, quy định về giới hạn mức độ khí thải đó. Đây là một quy định hết sức là vô lý và xuẩn ngốc. 11 tiểu bang gồm có Connecticut, Illinois, Maine, Vermont, Washington, Massachusetts, Pennsylvania, Oregon, Maryland và California riêng thành phố New York cũng tham dự vào cái vụ kiện này và một cái vụ kiện khác là sáng hôm nay thì nghị sĩ Richard Blumenthal đảng Cộng Hòa tiểu bang Connecticut loan báo cho biết là 196 dân biểu của đảng Dân Chủ đã ký tên vào một cái lá thư chúng tôi xin lỗi, nghị sĩ Richard Blumenthal là đảng Dân Chủ tiểu bang Connecticut ông nói rằng 196 uh, nghị sĩ và dân biểu của đảng uh, dân chủ đã ký tên vào một cái đơn kiện uh, tổng thống donald trump và họ cáo buộc tổng thống trump là đã nhận tiền của ngoại quốc và vi phạm vào một cái bộ luật um, được hiến pháp quy định đó là constitution emoluments clause đây là một cái quy định cho không cho phép bất kỳ một vị lãnh đạo quốc gia nào được nhận những cái khoản lợi nhuận do những những công ty hoặc cá nhân người ngoài quốc đóng góp. Các vị dân cử của đảng dân chủ nói rằng trong thời gian qua thì cái hệ thống làm ăn của tổng thống donald trump vẫn tiếp tục nhận những cái lợi nhuận của những công ty ngoài quốc. Phía đảng dân chủ cho biết là họ cũng đã mời các vị dân cử và nghị sĩ của đảng cộng hòa ký tên vào cái đơn kiện này nhưng mà dĩ nhiên là không có một vị nào của đảng cộng hòa đồng ý đứng chung danh đứng chung một chiến tuyến với đảng dân chủ trong vấn đề này cả chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.